Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là Winfan này. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở server S1. Xem nào, mình quên mất tiêu rồi. S169 bên server Đài Loan. Thì hiện tại là đang có một cái sự kiện gọi là đặc biệt, đó là sự kiện Giáng sinh ha. Thì mình sẽ điểm nhanh sự kiện Giáng sinh luôn cho các bạn ha. Thì với cái này á thì các bạn cứ làm, mình khuyên các bạn là sẽ ưu tiên nhiều cái kẹo này hơn, là các bạn sẽ chia ra 3 hộp, nhưng mà cái kẹo bên đây nhiều hơn. Thì cũng cái này tỷ lệ hên xui các bạn ạ, chứ không có gọi là chắc ăn, là các bạn phải làm theo công thức mới ra được túi chọn LR ha. Túi chọn LR thì nó sẽ có 3 cái hộp. Đây mình cho các bạn coi luôn đây. Một cái hộp á, là chọn mảnh LR đây. Đây chọn mảnh này, chọn hồn viên cho LR. Cái này là của Kyo, Tung và Sun. Cái hộp thứ hai á, là cũng chọn mảnh LR luôn, cũng biết che 3 con đó luôn, với con Nemges và mấy con boss từ chất cũ. Thì mình cảm thấy là sự kiện này nếu các bạn có dư hay lực á, thì các bạn hãy chơi, còn không thì các bạn cứ chơi trong điều kiện các bạn có thể đi. Còn sự kiện đặc biệt mà mình không chơi là đua boss Saiki vòng 2, hạt nhân vòng 2, top 30 đúng không? Sao ta? Top 30 lên thôi. Đấy, ngàn điểm là đủ rồi, 1000 điểm là mình lấy được con Saiki rồi. Thì sự kiện đặc biệt mà mình rất thích ở tất cả các đua boss vòng 2 á, mình rất thích luôn, đó là tiêu kim cương và hoàng là kim cương. Đây 288 kim cương mình sẽ hoàn lại được 88 kim cương, là tương đương gần như là hơn 10% đó các bạn. Mình cảm thấy sự kiện này khá là ngon, đua boss mà các bạn hoàn được kim cương. Nhưng mà có một cái điều thiệt cho các bạn ở đây là vòng 1 sẽ nhiều mảnh hơn là vòng 2. Vòng 2 nó sẽ bị fit mảnh lại, nó sẽ fit top 1 thì nó sẽ fit cả 100 mảnh lần nữa. Còn đây là gì? Cái này là đổi sự kiện, đổi mảnh võ sĩ, cũng giống như bộ tứ quality gear. Còn gì nữa không ta? Cái này thì đi màn leo tháp. Cái này thì cái này nạp nhỉ? Quay gương thần. Cái này là quay gương thần. Các bạn phải tích cái gì này nè, các bạn tích nhiều vô nha. Mình khuyên các bạn là tích nhiều nhất có thể đi, thì tầm có khoảng cả 100-200 mà các bạn ha bung. Mỗi lần rồi nó sẽ ra cái sự kiện vậy, nó sẽ ra sự kiện để các bạn lấy. Cái này là hồn sách, cái này là hồn hiệu đấy. Cái này là quay quay phím kim cương 80 lần. Cái này là quay rune đỏ 120 lần. Còn cái này là quay tinh tú mà quay kim cương á, là 150 lần. Còn cái này là nạp rồi, chắc chắn rồi. Đây, cái ở dưới cũng nạp luôn các bạn. Rồi, cái dưới này cũng nạp luôn. Nạp, nạp, nạp. Từ cái khúc này kéo xuống dưới này là nạp. Nạp hết đó các bạn. Với các bạn sẽ có một cái sự kiện là gọi là cửa hàng bí ẩn. Thì cửa hàng bí ẩn này thì cũng chả có gì đặc biệt nữa các bạn, chỉ có cửa hàng bí ẩn, chỉ có là cái này là mua được nữa các bạn. Còn nhiều là không có mua được. Thì mình đang sẽ đua vòng 2 con Saiki này, bạn lấy một mớ mảnh với chùm một miếng kim cương, lấy lên X-Max. Mình sẽ có clip làm ít max sao hết các bạn. Thì hiện tại là bây giờ chỉ là review sự kiện và điểm nhanh sự kiện thôi. Sao ta? À, dưới mỗi ngày nó sẽ các bạn sẽ được 2 lần quay của 2 lần quay hồn hạp Quality Gear miễn phí. Bộ tứ Quality Gear. Đây, mình sẽ quay cho các bạn coi luôn. Mà mình khuyên các bạn á, sự kiện các bạn đừng có chơi luôn. Không ngon đâu các bạn ạ. Mình quay hình như là mình quay câu khoảng gần 100 cái mà không qua không ra luôn đấy. Nó chỉ nâng sao của con này thôi, nâng sao cho mấy con nhỏ thôi. Không ngon lắm. Còn quay khó nhai quá các bạn ơi. Ôi. Nè 40 lần. Mình quay 50 lần cũ. Không được cái gì ngoài cái con tướng này các bạn ạ. Không được cái gì luôn. Ôi ôi. Thôi cho em nó luôn đi. 6 sao đi nào. Mình khuyên là các bạn không nên chơi. Cái này là mình nói thiệt. Các bạn nếu mà thích đỏ đen thì các bạn cứ chơi. Mình chơi xong thì đừng có nói tại sao ôi ông này ông kia ông sự mình nghĩ là tỷ lệ khó ra với các bạn ạ. Mình khuyên các bạn là hãy cầm hơn 20k kim cương nếu các bạn muốn lấy boss này. 1, 2, 3, 4 bộ tứ Quality Gear. Thì 4 con này thì kỳ đã lắm. Con này nè các bạn, nó cứ tê liệt hoài, khó chịu lắm. Mình cảm thấy rất là khó chịu khi gặp nó luôn, thì cực kỳ khó chịu. Và chúng ta sẽ cái này đây, các bạn sẽ nhận được quà. Cái này là mảnh chọn tướng, mảnh là rồi chức cũ, còn cái là sự kiện là sẽ nửa ra sao ha. Và cái sự kiện này thì các bạn sẽ kiếm được một mảnh bằng năng này, mảnh võ sĩ tư chất cũ này cho các bạn nào mà lấy, cho các bạn nào lấy viên trợ thôi. Mình thấy là cũng được đấy. Hôm cuối thì được 200 kim cương. Còn này là 10 mảnh võ sĩ, cái này là cũng thêm 5 mảnh nữa. Còn các bạn cộng bên đây các bạn làm nhiệm vụ hàng ngày re nữa thì nếu mà hên á thì các bạn sẽ được một con tướng võ sĩ tư chất 15 cũ. Còn xui á thì các bạn sẽ được vài mảnh. Mình sẽ leo lên ca điểm thôi các bạn ạ. Leo lên ca điểm cái mình ngưng. Thoải mái nha. À. Đúng không? 500 ca điểm không ta? Thật sự là mình cũng chả cần ca điểm nữa các bạn ạ. Mình chỉ cần top 30 là mình có mảnh rồi. Ừ. Để mình coi là 2000 điểm là mình sẽ lấy được 135 rồi. Là 2000 điểm mà mình sẽ lấy được Saiki luôn. Bùm không ta? Thôi bùm đi. 14 cái gói là cũng phải cả ca. Bên đây hoàn lại nữa. 6k8 hoàn lại được ca. Ok, dứt đi, 1000 điểm. Để coi ha, mình tốn 1000 điểm là tương đương với ôi ơi, giáng sinh này an lành rồi các bạn ạ. Giáng sinh này an lành rồi. mình nói là 23-24k đâu nè, mình tốn 6k 8 mình sẽ hoàn lại được nha. 588 500 700 800 mình sẽ hoàn lại được 800 mấy các bạn. 88 88 thì cái nào ngon mình sẽ tiêu một mớ đặng mình lấy thêm cái móc dưới nữa. 20 ok mình sẽ hoàn lại được bao nhiêu? 2k kim cương vẫn lời các bạn. 6.900 mình tiêu 6.900 kim cương, mình hoàn lại được 2k kim cương là mình chỉ có lỗ được 4k, mình có lỗ 4k kim cương thôi, thậm chí mình còn chưa xài cái này nữa nè, đấy chưa xài nữa, chụp hình lấy coi. Đấy, đồ chơi đã đầy đủ các bạn. Đây nè, cảm thấy ấm lòng cho Giáng sinh năm nay các bạn. Thì hiện tại thì video thì cũng đã dài rồi, thì mình xin kết thúc video tại đây. Và nếu mà nữa nào có sự kiện nào cập nhật, sự kiện nào đó thì mình sẽ đưa bài viết trên nhóm, yên tâm. Bài viết thì vẫn luôn có ban dịch trên nhóm các bạn à. Các bạn cứ yên tâm mà chơi nha. Rất mong được các bạn ủng hộ cho mình, cũng như ủng hộ tất cả những video mà mình làm ra. Thì hãy cho mình xin một like, một ý kiến của các bạn dưới phần bình luận của video này. Và hãy đăng ký, nhớ đăng ký kênh cho mình, giúp cho mình có động lực để tạo ra những video chất lượng hơn nha các bạn. Và nhấn nút chuông nho nhỏ ở bên dưới kế cái phần đăng ký để nhận tất cả những thông báo về video của mình. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Please like, comment, share and subscribe channel for me. Bye bye, I love you all guys.